Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2024. Buổi sáng Rizat sẽ tiếp tục phân tích thị trường xu hướng giá vàng và lên cái kế hoạch trading hàng ngày cho mọi người có cái video tham khảo để chúng ta bám sát cái thị trường hơn nữa. Đặc biệt là sau video tuần chúng ta đã có một cái kế hoạch rất là tuyệt vời và trong cái phiên ngày hôm qua mở cửa đầu tuần thôi chúng ta đã có những chiến thắng cực kỳ giòn giã đối với lại sản phẩm chính là vàng đúng không ạ? Bán xuống từ các cái ngưỡng như 2400 đến 2402 đó là cái chiến lược sáng sớm ngày hôm qua mà Richard chia sẻ cho mọi người và TP cực kỳ nhanh. Chưa kể rằng tiếp tục là buổi thực chiến trên Zoom và YouTube ngày hôm qua nó đi chat cho mọi người toàn là những cái chiến lược bán rất thành công nữa đúng không ạ? Và trong cái video tuần ấy Richard đã nhận định cho mọi người là một cái chiến lược. Những cái ngưỡng kháng cự bán là có thể 2000 cái vùng giá 2400 có thể lên đến 2407. Thì ngày hôm qua trong phiên á buổi sáng cái ngưỡng 2400 và 2403 chúng ta đã bán được cái trong cái vùng giá mà theo cái video nhận định tuần của Richard rất là chính xác luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Thì đầu điều đầu tiên ấy, các bạn phải nhớ cho Richard đó là những cái thứ mà Richard luôn đưa ra một cái hình ảnh tiêu đề ở đây chính là à, các bạn à, làm thế nào để mà có thể chiến thắng làm thế nào để bạn ngừng thua lỗ thì cái việc đầu tiên chính là lập kế hoạch chế định hàng ngày quản trị vốn và kiểm soát tâm lý. À, ngoài ra thì học hỏi và tìm cho mình những cái phương pháp giao dịch phù hợp hiệu quả nhất nha. Đây là những cái thứ mà Richard đã à, xin phép đã được à, nhắc đi nhắc lại trong các video hàng ngày rồi. Còn bây giờ thì quay trở về cái nhiệm vụ chính của Richard đó là phân tích thị trường xu hướng bám sát từng phiên từng phiên giao dịch. Ngày hôm nay trên trang lịch kinh tế thì uh, tin tức ngày thứ ba đó là tin có tác động tin lên đồng đô rồi ngày hôm qua thì không có tin đúng không nhưng mà ngày hôm nay thì đối với đồng đô la Mỹ thì chịu tác động bởi các các tin tức như là cơ hội việc làm hay niềm tin tiêu dùng nữa chẳng hạn uh, đặc biệt là tin ngày hôm nay thì nó có kèm cả những cái tin tốt và cả những cái tin xấu các bạn nhé đó là kịch bản hai chiều thôi uh, nhưng mà cơ bản thì nó ra tin như thế nào thì chúng ta vẫn chờ đợi vào tin phiên Mỹ nhưng mà định hướng về phân tích kỹ thuật và kết hợp với tin thì đầu tiên là chúng ta có thể giao dịch trong phiên Á và phiên Âu nó vẫn là rất là thuần đã thế còn cả ngày hôm nay thì tin đối với lại CPI sơ bộ của đức nó có ảnh hưởng đến những cặp tỷ giá ví dụ như euro usd chẳng hạn các bạn quan tâm đến cái tin này đây là một cái dự báo tin tốt dự báo là uh, CPI tăng trưởng là từ mức 0,1% mà có thể tăng thêm 0,3% nữa tức là cái kỳ này nó tăng 0,3% tức là tốt cho chiều hướng là tốt hơn cho đối với đồng uh, usd đấy à, đồng euro uh, đây là những cái tin kịch bản trong ngày hôm nay nhé đương nhiên là chúng ta có giao dịch như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có một cái kế hoạch rõ ràng đối với đồng đô đồ la Mỹ thì chúng ta cần phải kết hợp với biểu đồ phân tích kỹ thuật bởi vì tin ngày hôm nay thì nó là một cái kịch bản hai chiều tức là nó dự báo cả tốt với dự báo cả xấu đúng không? Bây giờ thì đi chat sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích kỹ thuật thuần để xem là hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào với các cái sản phẩm. Đầu tiên với chỉ số đồng đô đồ la Mỹ thì hôm qua nó đã tăng trưởng trở lại. Bây giờ nhìn như khung giờ H1 thì có phải là cái ngưỡng mà đây chat đã phân tích cho mọi người là nó có cơ hội tăng trở lại và nó tạo đáy đúng không? Cực kỳ thành công và chuẩn xác luôn rồi. À, nó tăng trưởng trở lại 104.1 và nó đã tăng trưởng ngày hôm qua thì mục tiêu cao nhất nó đã đạt lên được cái ngưỡng cao nhất là 104.7 à, Bây giờ thì các cái ngưỡng tiếp theo mà nó sẽ chinh phục ở đây là gì à, Các cái ngưỡng 105.1x đúng không ạ Bởi vì nó đã phá qua được cái đỉnh H1 ở đây rồi Tổng lại là từng cái nhịp mà đi ra cho mọi người với chỉ số tuyệt vời chưa và có phải là cái video để chắc nhận định trên video tuần nữa là nếu các bạn muốn giao dịch với chỉ số thì có thể chia vô và mua hai trong cái ngưỡng này ra mua lên đúng không ạ à, quản trị rủi ro chấp nhận rủi ro các bạn sl dưới cái ngưỡng vùng hỗ trợ này và mục tiêu target nó quay trở lại cái vùng một không năm một nha thì đây là một chiến lược đầu tiên trong tuần đối với chỉ số đô la mỹ dxi rồi các bạn đã thành công rồi đã À, bây giờ thì nếu như ngày hôm nay nó tiếp tục là những cái xu hướng tăng trưởng thì chúng ta sẽ chơi như thế nào? Tăng trưởng ở đây là trong phiên Á sang phiên Âu thì có thể nó sẽ điều chỉnh bởi vì sau khi nó break out qua, tức là nó thanh khoản qua cái đỉnh này thì nó cần điều chỉnh một nhịp. Và cái nhịp điều chỉnh này này có thể nó nó sẽ quay trở lại cái ngưỡng như là 104 104.4 điểm. Nó có thể quay trở lại cái ngưỡng này nhé các bạn sẽ loại trừ ra một cái trường hợp là từ đi test đây. Và nếu như anh chị em nào mà chưa vào mua được với chỉ số đô la là mấy ít nhất là nó quay trở lại cái ngưỡng này thì chúng ta mới mua nhá, yeah. quanh cái ngưỡng 104.4 điểm. Thì nếu như anh chị em nào mà có mua đối với chỉ số ở cái vùng ngưỡng 104.4 thì SL của mọi người sẽ là 104 điểm thôi. Vì chấp nhận rủi ro khoảng 40 điểm đối với lại chỉ số đô la Mỹ thôi. Mục tiêu thì nó rất là cờ lớn rồi, nhưng mà đây là cái ngưỡng và hỗ trợ tốt nhất rồi. Thì điểm SL sẽ ngắn hơn. Nhá, đây là với cái góc nhìn của quan điểm của cá nhân rồi chat là nếu anh chị em nào cũng muốn giao dịch với chỉ số nhé. còn nếu như là nó điều chỉnh rồi là để cho chúng ta có thể có những cái cơ hội mua lại vậy thì à, các cái sản phẩm ví dụ như là về USD trong đó thì nuôi USD thì các bạn vẫn canh cao bán xuống chiều đối kể cả với biểu đồ vàng ngày hôm nay vẫn là canh cao bán xuống nhá bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ, đồ vàng để xem là ngay phiên ngày thứ hai của Richard chat là đã cho mọi người những cái chiến lược cực kỳ thành công đúng không ạ trong cái video tuần nào trong cái video gần kế hoạch của Richard chat đó là nếu như cho điều kiện bình thường của thị trường nó không gáp mạnh giảm mạnh luôn nhá thì chúng ta có thể canh bán trong biên độ vùng 91 đến 93 còn trong trường hợp mà nó tăng trưởng lên trước thì cái ngưỡng bán của chúng ta tuyệt vời chính là khu vực 2400 đến 2404 đúng không à, Đây là những cái vùng bán mà hôm ngày hôm qua thì Richard đã cho mọi người là 2400 đến 2402 lúc đó khoảng 7 giờ 43 phút sáng đã đấy chat đã cho mọi người cái chiến lược này trên nhóm signal rồi và cực kỳ thành công đúng không? Target 100 pip rất là nhanh. Sau khi target cái lệnh đi xong thì là cái thời giờ thời, thời gian chúng ta thực chiến từ lúc 8 rưỡi sáng thì chat cho mọi người bán đúng không? À, cái khu vực bán của chúng ta là từ vùng 95. Đúng Từ vùng 95 đến 98 và cái biên độ vùng 95 ngày hôm qua ấy là một cái biên độ mà chúng ta ăn rất nhiều vòng luôn bởi vì nó sideways. Và khi nó sideways tầm 50 pip như này thì chat đã cho mọi người là nếu như các anh chị em thì có thể cờ lâu quanh các mốc như là 2.390 đúng không ạ? Và một cái chiến lược bán tiếp theo nữa là bán ở quanh cái vùng 95 đến 98 nữa. Còn bởi vì cái vòng đấy là reset cho bán cái vòng tiếp theo là cái vòng uh, cuối cùng đấy nữa. Thì đấy là một cái chiến lược cực kỳ tuyệt vời cho ngày hôm qua. Ngoài ra có một cái chiến lược limit trước khi nghỉ zoom đó là mua ở 2 88 6 à, cái chiến lược đấy thì các bạn nhớ là nó xuống thì nó xuống nó khớp lệnh xong bắt đầu là nó bật thì uh, Richard đã khuyên mọi người là chúng ta có thể cờ lâu ở quanh mốc gì 2393 đúng không cái kèo này thôi là các bạn cũng có tầm được khoảng 50 pip rồi chứ mà nếu mà không không có tp không có không có cờ lâu cái kèo đấy mà các bạn để TP thì chắc chắn là TP bởi vì kèo đấy chúng ta chỉ có một SL SL 20 pip đúng không và TP thì khá là lớn bởi vì TP của chúng ta là 94 gần 60 pip đó, bởi vì cái ngưỡng đấy là một cái điểm mà nó hồi lên cao nhất sau khi mà nó khớp lệnh lên ngưỡng lên cao nhất là sấp xỉ gầm ngưỡng 2397. À, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Một cái kèo cuối cùng mà đi chat cho mọi người mua nhưng sau đó không mua lại nữa, đó là mua bắt đáy ở khu vực 8 80 81 ấy thì nó lên được khoảng hơn 20 pip. Sau đây này, cái kèo đấy là nó lên được khoảng hơn 20 pip bởi vì đi chat cũng dương lệnh nhưng mà trước khi kèo thì sau đó là nó đã đạp thủng cái ngưỡng này nếu như thực sự là đi theo cái video tuần của Richard là nếu mà chúng ta có mua lại quanh mốc ví dụ như 70 72 vùng hỗ trợ thì là thành công đấy hiểu không? nhưng mà chúng ta đã mua bắt đáy sớm cái nhịp này vì vì Richard cũng đã chia sẻ luôn là cái kèo đấy là kèo bắt đáy rủi ro rồi anh em nào mà có vào thì hạ vô và mua lại SL cũng khá là ngắn thôi để cái kèo này nó đục thủng về 79 luôn sau khi SL thì nó chạm về ngưỡng 70 đúng là cái vùng hỗ trợ đẹp thì nó đã bật quay trở lại Bây giờ thì giá vàng của ngày hôm nay chúng ta ưu tiên đó là bán xuống tiếp cho Richard nhé. Bán xuống ở đây là quanh mốc ngày hôm nay phiên Á. Lát nữa chúng ta thực chiến nếu còn vùng này thì càng tốt. Còn trong trường hợp mà Richard up cái video này lên nhé. Biên độ vùng giá từ vùng 82 đến 85 mà nó còn loanh quanh ở đây và nó không phá được cái mốc này thì các bạn bán xuống từ mốc này cho Richard. Quá thành công rồi đúng không? Đấy, ngày hôm qua cái chiến lược nhồi vôn của Richard cho mọi người ở cái vùng 85 cho công phiên ngày hôm trước thì hôm qua nó cũng có khoảng 150 pip. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn đấy. À, nào còn với ngày hôm nay thì đương nhiên là với một cái cấu trúc nến như này các bạn ưu tiên bán xuống tiếp nhá nhắc lại cho mọi người này bây giờ là đang khung giờ h 1 đúng không tám rưỡi chúng ta mới thực chiến bây giờ mới hơn 7 giờ một chút xíu thôi nếu như mà richard up cái video này lên ý, mà cái khu vực này nó vẫn còn giữ được thì có thể các bạn nếu mà đã dậy rồi thì có thể là có một cái cơ hội à, lướt sóng trong buổi sáng phiên án ngày hôm nay đó quanh các mốc như là 82 đến 85 mươi biên độ khoảng 30 mươi pip như đấy trong cái biên độ khoảng 3 vị vì các bạn phải quan sát thêm để có một cái entry nét nhất. Có thể là 83 thì các bạn bán vào nó đã xuống luôn nó rất là nét chẳng hạn. Thì các bạn đây là một cái chiến lược mà trong cái đá buổi sáng khi các bạn xem xong cái video đấy là gọi là chia sẻ được những cái lan toàn những cái thành công trong buổi sáng nếu như mà đó là một cái kèo win. Đúng không? Các bạn có thể là nhận được một cái chiến lược là sau khi xem video xong là nó có đúng có cái vùng giá đấy thật thì các bạn bán được rất nhiều hôm là chúng ta Richard làm video xong thì các bạn nhận được những cái vùng giá rất là đẹp và các bạn đánh luôn thành công đúng không ạ Đây là cái góc nhìn của chia chat và chia sẻ luôn trong trường hợp là chúng ta trước cái thời gian trước cái thời gian chúng ta thực chiến nhé Ok đấy nó với cậu vàng còn mua lên ngày hôm nay thì trong phiên Á thôi nếu như mà rồi test quay trở lại cái ngưỡng 70 sâu hơn là ngưỡng 65 thì các bạn có thể là quan sát tìm kiếm một cái cơ hội mua lại mua ở đây đó là chúng ta chỉ mua lướt thôi bởi vì mua đi theo cấu trúc sóng rồi chỉ còn mua lên xong là ưu tiên bán xuống tiếp vùng ta ghét của chúng ta nếu mà mua được từ 70 đến hoặc là 65 nữa chẳng hạn thì chúng ta ghét có thể là 76 đến 78 thôi nha chứ không có kỳ vọng trong cái nhịp này và mục tiêu là nếu như nó phá cấu trúc này thì có thể nó quay trở lại cái ngưỡng gì ạ ngưỡng 50 nha các bạn ưu tiên vẫn là bán xuống thôi chiến lược vẫn là bán xuống đối với cậu vàng Thế thì ngoài cậu vàng ra và các cái chiến lược đây chắc chia sẻ cho mọi người cực kỳ thành công với vàng ra thì còn một cái kèo nữa đó là với BTC đề Nào trong cái video nhận định tuần cũng như là buổi Zoom ngày hôm qua ngay trực ngay trực tiếp luôn thì chắc nói là các bạn có thể đặt limit đối với lại BTC ở ngưỡng gì? Ha, bảy 77 à, 77k và 77 à 70k chứ. Không? 70k nó đã khớp lệnh và nó sập cực kỳ sâu luôn rồi Trời ơi nó về ngưỡng 66.5 này quá tuyệt vời cái kèo coi này Nào tí nữa nếu như anh chị em nào mà xem video này Rồi là Livestream uh, live stream thực chiến ngày hôm qua cũng có bạn hỏi đấy, Chắc là vào NG đối với lại BTC chưa Cái ngưỡng lúc đấy thì nó chỉ loanh quanh ở cái vùng phản ứng này thôi Chỉ gọi đấy chắc vào là đạt limit ở 70 đúng không ạ Nếu các anh chị em nào mà ăn được cái ngưỡng này nhớ comment để lan tỏa cái lợi nhuận nhá Chứ không lại không lan tỏa lợi nhuận này là lại coi như là kèo sau là biết đâu nó lại không có lợi nhuận thì sao đúng không cho nên là phải lan tỏa cái chiến thắng này phát chiến thắng này quá nhanh và quá đỉnh của đỉnh luôn bởi vì trong những cái nhịp sóng trước à, của btc đúng không rất nhiều nhiều như mà đấy chắc bảo là cứ chờ đợi đi nó quay lại cái ngưỡng đẹp thì chúng ta bán và đúng bán đỉnh của đỉnh đúng không đấy là với btc lại chúc mừng cả nhà thôi đầu tuần hôm nay là thứ ba đúng không đầu tuần thì ngày hôm qua chúng ta vào được thì ngày hôm nay có target cực kỳ lớn rồi nhưng mà vàng ra nhá vtc ok tiếp tục đến cái giá dầu chúng ta đã cờ lâu rồi và bây giờ đang chờ đợi một cái cơ hội là nếu mà nó hồi lại bán xuống đúng không ạ hôm qua thì nó xuống phá qua cái đấy uh của tuần trước một chút xíu. Đây, nó đáy phá qua đáy một tuần trước một chút xíu. Các bạn đừng có sợ là là mất cơ hội hay là đã cờ lâu rồi tiếc bởi vì chắc ta nhắn luôn lên trên nhóm cho mọi người là đã cờ lâu rồi thì đừng có tiếc đúng không? Đừng có tiếc nữa bởi vì cái target của chúng ta là khá lớn rồi. Chờ đợi một cái cơ hội giả sử như nó quay trở lại thì chúng ta bán xuống còn trong trường hợp mà nó đi luôn xuống cái vùng mà chúng ta chờ mua ấy, ví dụ như vùng 70 72 thì đến lúc đấy tính sau đi nhá yeah, đối với giá dầu bây giờ tạm thời coi như là chúng ta đang nhẹ đi một gánh có nghĩa là không phải là, là đang quá nhiều cái kèo mà chúng ta có thể cõng trên mình nữa kể cả cõng dương hay cõng âm thì các bạn cũng đều bị cái dạng thái tâm lý thôi cho nên trong trường hợp này chúng ta ngồi uh, quan sát thêm cái giá dầu và tập trung chính của chúng ta chính là vào cái sản phẩm là vàng bởi vì cơ hội tuần này đối với vàng cực kỳ lớn Nhóm ngoài vàng ra thì btc chúng ta đang có kèo rất thơm rồi đúng không đúng là kèo sổ số chứ ạ đây là với giá dầu nha. Bây giờ quay sang ngoại tệ nào. Với USD GPE, có phải là một cái kèo mà đấy chắc cho mọi người là một cái chiến lược. Đây cái vùng giá này. Đúng là cái vùng giá này đúng không ạ? Các bạn có thể chia vốn ra hai entry vùng giá này và sâu hơn nữa là cái ngưỡng đáy này chúng ta bắt đáy mua lại đúng không ạ? Nếu như các bạn nào mua thì cũng đang có dương mà, đang có target mà. Target khá là tốt đấy chứ, không phải là ít đâu. Thế nhìn để anh chị em nào mà mới vào kênh chẳng hạn hoặc là chưa có những cái chiến lược có thể xem lại video này hoặc là lập lên kế hoạch theo cái chiều hướng của đấy có thể tìm kiếm cơ hội mua lại đối với lại của nhá trong tuần này thì lãi suất của đồng Yên nó sẽ có à, Tuy nhiên thì lãi suất khả năng rất là cao là nó sẽ đi ngược với chính sách uh, của Mỹ rồi kể cả là lãi suất có giữ nguyên chăng nữa nhưng nó vẫn là một cái lãi suất dương sau 17 năm giữ cái lãi suất ở cái duy trì ở mức rất thấp nước âm đúng ạ Đồng yên thì đang suy yếu và trong cái video cách đây cũng cũng khoảng gần một tháng rồi đấy thì chắc đã nói đến là uh, cái người mà có chịu trách nhiệm về vấn đề tỷ giá ngoại hối ấy, thì có thể sẽ được thay thế vào ngày 31 tháng 7 đúng không? Thì có thể nó sẽ tác động lên tâm lý thị trường và lúc đấy đồng yên nó tăng trưởng trở lại các bạn nhớ những cái video đấy chưa? Thì ít nhất là bây giờ kể cả đồng USD nó đang tăng trở lại đây chưa nữa nhưng mà đồng yên vừa rồi đây này nó vẫn cứ sập và sập rất là sâu đúng không? Cái cái cặp tỷ giá này này, cặp tỷ giá usd sập rất là sâu bởi vì đồng yên nó tăng trưởng mạnh các bạn nha. Đồng yên đang đang tăng trưởng tốt trở lại. À, tuy nhiên thì cái sự tăng trưởng này nó cũng chưa nhìn thấy đâu thấm ở đâu so với những cái nhịp chu kỳ giảm uh, dài ngày của đồng yên đúng không? Giảm dài ngày bởi vì nó giảm trong rất nhiều năm vừa rồi đấy Đặc biệt là những cái giai đoạn từ năm 18 đến trở lại đây thì đồng yên rất là yếu đúng không ạ? Nhưng mà cơ hội của chúng ta nếu như là những cái người nắm quyền mới mà nó có tác động những cái chính sách của Nhật nó thay đổi chẳng hạn thì có thể đồng yên là những cái cơ hội cho chúng ta đầu tư nhé. Và cái cặp tỷ giá này thì giúp cho chúng ta có những cái cơ hội giả sử như là trong cái tuần này lãi suất của đồng yên mà giữ nguyên thì khả năng À, đồng yên sẽ vẫn bị bán tháo à bán xuống tức là nó đồng yên nó suy yếu ấy thì cái cơ hội chúng ta mua lại một sóng này thôi và chấp nhận rủi ro là SL tuyệt đối sau cái ngưỡng này đúng không chấp nhận SL tuyệt đối các bạn nhé. Còn những cái kế hoạch giả sử như là các bạn đánh breakout á tức là đánh phá đấy thì trong cái trường hợp cái vùng giá này nếu mà đánh như thế thì cũng rất là rủi ro nếu như các bạn là những người không am hiểu về cái cách đánh breakout và thị trường trong trường hợp mà nó xấu là nó di chuyển nó giật hai chiều thì nó cũng rất là rủi ro do đó là tôi rất không chia sẻ cho mọi người cái cách đánh breakout nhé bởi vì cái cách đánh đấy thì nó phải phụ thuộc vào sức mạnh xu hướng nữa thì các bạn mới có cái tỷ lệ thành công cao được còn bây giờ thì chúng ta đang chơi đến thực chiến và trực tiếp với thị trường đó là những cái vùng giá này là vùng giá đấy chắc có mọi người một cái chiến lược là có thể mua lại đúng không chia level mua lại sl dưới đáy này mục tiêu target quay trở lại vùng 56 hoặc 58 tức là 156 hoặc 158 nhá đấy với đấy là với cái cặp tỷ giá usd gpi thế bây giờ còn những cái cặp tỷ giá khác thì sao những cặp tỷ giá khác thì rất là nhiều trong đó thì có EU và GU nào Richard sẽ quay trở sang đối với cặp EU thì cái chiến lược mà Richard cho mọi người bán ở 1.0857 thì TP rồi đúng không ạ à, TP rồi cái kiểu này là kéo TP rất là đẹp kể cả TP1 TP2 là ngon lành rồi nhá Vậy thì với EU sau khi mà nó TP cái chiến lược bán xuống những cái vùng mà Richard cho mọi người bán này và cái ngưỡng kháng cự tuyệt vời không Bây giờ thì vẫn là ưu tiên canh bán xuống nhưng mà cái điểm bán sẽ không còn những cái điểm như là một là .0857 hay là 086 như trong tuần trước nữa đâu. Mà bây giờ cái ngưỡng xác lập bán thì nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, có thể là vùng 108.3 thôi. Nhá, yeah. đây là chắc đang bật M5 đấy, 108.3 thì có thể nó test cao hơn một chút. Tụi này quay lên cái này. Đây là 108.4 là cái 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 vùng kháng cự nhỏ ở đây này. Đó, có thể là chỉ chờ trong cái vùng giá này nếu như bật sang không giá H1 thì nó reset lại cái ngưỡng đấy thì các bạn bán. Chứ còn làm gì còn những cái điểm bán nào đẹp hơn nữa đâu. Ok chưa ạ? Đây là với cặp và uh, euro USD nhá vẫn là những cái ngưỡng canh cao bán xuống tức là nó retest lại những cái vùng giá mà nó đã phá vỡ này thì uh, các bạn ưu tiên tìm kiếm một cơ hội bán tiếp nha bán xuống đối với cặp euro USD thế còn đối với bảng anh USD thì quá tuyệt vời nó sập rất là sâu rồi đặc biệt là sau cái cấu trúc hợp lưu mà đi chat cho mọi người một cái vùng giá bán xuống trong cái biên độ vùng 1.30 cho đến là 1.305 đây này, này cái đỉnh hợp lưu này nó đã từ đấy trở xuống đây là nó đã sập đúng đỉnh của đỉnh rồi đúng chưa và tất cả những cái chiến lược mà đi chất phân tích cho mọi người những cái điểm đánh này nó đều thành công nữa xuống tiếp à, chỉ có duy nhất là chúng ta đang tập trung quá nhiều con vàng còn ai đi theo ngoại tệ nhỉ? những cái chiến lược mà đi chat nhận định với những cái điểm đánh mà đi cho mọi người cái, tỷ lệ thành công nó cực kỳ cao và đó là những sự nhận gọi là cái quan điểm mà đi chia sẻ cho mọi người là góc độ nhìn một chiều chứ không có phải là nó không xuống thì lên mà không lên thì xuống không phá điểm này nó phá điểm kia không bao giờ đi phân tích cái kiểu như thế nhiều đâu rất hiếm khi làm cái điều đấy trong trường hợp mà nó nó có những cái tin ảnh hưởng và tin hai chiều thôi chứ còn bình thường là cấu trúc ưu tiên bán là bán nhé ưu tiên mua là mua điểm mua điểm bán có sltp rõ ràng các cái chiến lược không có liên thuyên mà FOMO mô thị trường hay cộng đồng khi các bạn xem video các bạn biết là nên mua hay nên bán nó rõ ràng chứ không còn là là phân tích hai chiều hướng để các bạn tung hòa mù. Chính các bạn cũng là cái người mà nghi ngờ không biết nên mua hay nên bán đúng không? Bản thân mình với đi chat chia sẻ cho mọi người cái góc nhìn mà mà còn nghi ngờ thị trường như thế, không có quan điểm rõ ràng thì đương nhiên là các bạn cũng sẽ nghi ngờ như mình thôi thì làm sao mà có sự có gọi là quyết đoán khi mà chúng ta trading được Thế còn ngược lại nếu như cái nhận định của mình nó có một cái tỷ lệ sai nó cao hay như thế nào thế thì SL nó đã lo và đương nhiên là sai đến một vài lần hoặc là năm bảy bữa thôi hoặc là theo dõi cả tháng mà chat mà có thấy sai nhiều thì đương nhiên các bạn cũng ao khỏi cuộc chơi lại cũng chẳng follow chat đúng không? Ok, đấy là quan điểm góc nhìn nha. Đối với bảng Anh ngày hôm nay thì ưu tiên bán xuống tiếp vùng giá trong phiên Á buổi sáng các bạn có thể bán ngay trong cái biên độ hợp lưu này. Đường kênh xu hướng và cái đỉnh giá đây này nhé. Các bạn có thể bán ở quanh mốc như là 1.287 Biên độ đỉnh kháng cự cao hơn là 1.280, biên độ khoảng 30 pip. Các bạn có thể chia vô bán xuống nhé. Mục tiêu quay trở lại cái vùng 1.280. Đấy là với GBPUSD. Ok, cái video ngày hôm nay thì định hướng và nhận định chia sẻ góc nhìn cá nhân của bản thân đi chat à, cho mọi người lập lên cái kế hoạch trading này. À, bây giờ thì cũng thời lượng cũng khá dài rồi, Richard chat xin phép kết thúc ở đây nhá. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading thành công và hiệu quả. Hẹn cả nhà lúc 8 rưỡi sáng ngày hôm nay trong Zoom và cũng như là có thể Richard chat sẽ tiếp tục phát uh, livestream trực tiếp ở trên kênh YouTube 24 giờ chơi đinh. Các bạn yêu thích kênh và các bạn thấy rằng là những cái chia sẻ của Richard cho mọi người những cái góc nhìn cá nhân thành công và có khả năng giúp ích cho mọi người rất nhiều thì các bạn nhớ là lan tỏa cái video, chia sẻ kênh, đăng ký kênh rồi và chia sẻ kênh cho Richard nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.